trên màn ảnh của quý vị và các bạn, đó chính là Holman, cầu thủ có thể coi là đẳng cấp nhất của bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Hiện tại Holman đang thi đấu ở giải Bundesliga cho Bochum. Bochum hình như là một câu lạc bộ mới lên hạng và cũng không có quá nhiều người biết đến, nhưng mà khi mà anh thi đấu ở một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu với một cầu thủ Đông Nam Á đó là quá nhiều rồi. Cầu thủ thứ hai xuất hiện ở trong phòng thay đồ ngày hôm nay chính là David, cầu thủ đang làm mưa làm gió ở U23 châu Á. Nói thế thôi nhưng mà trận hôm trước đá Việt Nam thì David đá rất là hay. Krasniqi, cầu thủ của Malaysia cũng có mặt trong tựa game FIFA nổi tiếng. Và cái tên số 10 này đó chính là Thanawat, cầu thủ có bản profile cực kỳ ấn tượng khi anh từng khoác áo đội trẻ của Leicester City. Thanawat nha anh em. Thanawat và David thì đều ra sân trong trận đấu với U23 Việt Nam, trận đấu đầu tiên của chúng ta tại giải U23 châu Á. Một cầu thủ nữa của bóng đá Thái Lan hiện đang thi đấu ở châu Âu đó chính là Khemdi. Khemdi có chiều cao rất ấn tượng, lên đến 1m90, tí nữa mình sẽ xem profile cầu thủ này sau nha. Đội hình ngày hôm nay chúng ta ra sân với mức danh khoảng 500 đến 600 nghìn, 550 nghìn thì sao ấy. Thì sẽ có OR116 rất là thọt, chỉ có một vài cái tên đáng chú ý thôi. Đó chính là Cristiano Ronaldo, một tốt cộng 6. Nhưng mà rất tiếc tốt này là tốt của 2 năm trước. Tốt của 2 năm trước và đã bị limited. Vẫn là nổi bật thì vẫn là như cái tên tiêu đề của video thôi, đó chính là Thanawat. Thanawat có OR lên đến 105, bộ chỉ số thì rất là thấp. Thật sự là các cầu thủ Đông Nam Á so với mặt bằng chung của các cầu thủ châu Âu thì không thể so sánh được. Nhưng mà dù gì đây cũng là những tài năng kỳ hiếm có của bóng đá rồi anh em ạ. Quang Hải thì vẫn chưa biết là sẽ xuất ngoại đi đâu, nhưng những cầu thủ này thì anh em nhìn này, Oxford United đang thi đấu ở League One, EFL League One. Oxford cũng là một câu lạc bộ khá nổi tiếng anh em, chứ không phải là đơn giản đâu. Khemdi thì thi đấu ở một giải bóng đá mình không biết. Đây, 3F Superliga thì mình không biết là giải bóng đá nào. Nhưng mà nhìn cái tên câu lạc bộ có vẻ như là Đan Mạch hoặc là Na Uy. Nếu mà anh em biết câu lạc bộ của Khemdi thì anh em có thể comment ở dưới phần comment để cho anh mình và anh em khán giả có thể biết được câu lạc bộ mà cầu thủ này đang thi đấu nha. Chanathip hiện tại thì đang thi đấu rất ấn tượng ở giải G-League và có giá trên transfermarkt rất là cao. Nhưng mà Holman, như mình đã nói từ lúc ban đầu, là đúp ở trên đội hình anh em đang xem thì còn thi đấu ở Bundesliga cơ, cho một đội. Và anh này như là đá cũng đá chính cơ chứ không phải là đá dự bị đâu anh em ạ. Thi đấu cũng rất là ấn tượng, còn ghi bàn xoàn xoàn nữa. Theo mình đọc tin tức là như vậy. Chúng ta sẽ vào trận đấu đầu tiên. Trong trận đấu này chúng ta hình như sẽ gặp FC Basel. Chúng ta có đội hình với đội trưởng là PP. PP OR cao nhất đội 126 nếu mình không nhầm. Thẻ UCL cộng 6, nhưng mà UCL này cũng rất là cũ. Đường truyền có lẽ là của Thanawat. Rất may là đồng đội đã cướp lại bóng. Người vừa có pha xử lý có lẽ là Khemdi. Đây là Holman, đường truyền cho cầu thủ cao to này là Krasniqi nha anh em, CM của Malaysia. Không phải, Krasniqi đang di chuyển. Một cú dứt điểm qua chấp đến từ cầu thủ người Malaysia. Dù đang thi đấu bên cạnh các cầu thủ đến từ châu Âu, nhưng Krasniqi, cầu thủ mang áo số 92, vẫn tung đầu pha dứt điểm rất căng, bóng đi vào góc chữ A, mở tỷ số của trận đấu. Krasniqi xử lý rất tốt trong pha bóng này, anh em có thể thấy lừa qua hậu vệ đối phương. FC Basel không phải là một đội bóng yếu, kể cả ngoài đời cũng như là trong trận đấu này họ thi đấu rất là tốt. Đội bạn đang cầm bóng bên phía hành lang của Alphonso David. Alphonso David mùa này cũng rất là cũ. Đường truyền dành cho Holman. Holman không qua người. Bộ đôi cầm trịch chia bài ngày hôm nay sẽ là bộ đôi tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan, Ben David và Thanawat. Đường truyền của Holman cho, đây là Krasniqi, tiếp tục là Krasniqi. Bóng đi sát sạt cổ dọc. Không phải. Người vừa tung ra cú dứt điểm là Cristiano Ronaldo. Ngoại hình của Cristiano Ronaldo cũng như là Krasniqi rất là giống nhau. Krasniqi nhưng còn cao hơn cả Cristiano Ronaldo, anh em có thể nhìn này. Tiếp tục là pha qua người. Ben David đã để đối phương qua người rồi. Không thấy Thanawat. Thanawat không bù đáp lại cho người đồng đội trong tình huống này. Tiếp tục là đường truyền sai. Rất may một đường truyền sai của thủ môn. Thanawat và Ben David có vẻ hơi đuối so với các cầu thủ bên phía đội bạn. Tuyến giữa của chúng ta hầu như đang mất hoàn toàn. Tiếp tục là pha dứt điểm, rất may bóng đi vào cột dọc. Trời ơi, bóng lộn xộn. Rất may những tình huống bóng lộn xộn đã không mang lại bàn thắng cho đội bạn. Đây là Krasniqi, Holman. Những pha phối hợp, đây là Cristiano Ronaldo. Đường truyền cho Krasniqi nhưng không được rồi. Hình như là đã có lỗi việt vị hay là có một pha phạm lỗi. Đúng như vậy, đội bạn sẽ được hưởng một pha đá phạt bên phía sân nhà. Ben David và Thanawat đã đứng rất xa nhau, dứt điểm. Trời ơi, đội bạn đã có bàn thắng gỡ hòa rồi. Mình đã cảnh báo về việc là Ben David và Thanawat không bổ trợ cho nhau trong những tình huống bóng gần đây. Và có lẽ
có lẽ là điểm yếu về mặt thể hình, có lẽ là điểm yếu về mặt sức mạnh, có lẽ là điểm yếu về mặt thể lực, thì Thanawat và Ben David đã không thể cầm được giữa nữa. Khi mà bên kia thì cũng toàn hào thủ thôi. Người vừa ghi bàn là Ronaldinho, huyền thoại bóng đá người Brazil. Phút thứ 40 mà chúng ta vẫn đang cầm hòa đội bạn, đây cũng đã là một thành công rất là lớn rồi. Không đòi hỏi quá nhiều, đây là Thanawat. Thanawat không phải là quá đuối đâu anh em ạ, tranh chấp bóng vẫn rất ổn luôn. Đây là Kratiqui, tiếp tục là Kratiqui không được. Nói chung mình đánh giá là khi mà thi đấu đỉnh cao như này thì Thanawat hay là Kratiqui vẫn đang thi đấu rất ổn, còn Ben David thì chưa thấy xuất hiện nhiều. Nhưng mà Thanawat chỉ cao 1m67, nhìn rất nhỏ, đội bạn không thể qua được người. Rất may người vừa có pha bọc lót là Captain Pepe. Khemdi cũng chưa thể hiện được nhiều điều. Khemdi trung vệ tài năng của bóng đá Thái Lan. Hai đội đổ sân bước vào hiệp 2. Đội bạn sẽ là người ra bóng trước. Đội bạn cầm bóng rất là tốt anh em ạ, không phải là hề đơn giản đâu. Đây là Afonso David, Holman rất khéo léo. Đây là Ben David, đường truyền cho Kratiqui không được rồi. Không phải, đó là Thanawat anh em ơi. Ngày hôm nay thì do phải thu âm trong điều kiện màn hình quá nhỏ nên là mình chỉ có thể nhìn dáng người để đọc tên thôi, chứ không thể chuẩn hoàn toàn được. Người vừa có bóng là Cristiano Ronaldo, đây là Thanawat. Thanawat cầm bóng cực kỳ tốt luôn. Chanathip và Thanawat mình thấy có điểm tương đồng luôn. Chanathip cũng nhỏ con, nhỏ hơn cả Thanawat. Đây là Cristiano Ronaldo. Không được rồi, Ronaldo lần thi đấu hơi chần chừ trong tình huống này. Tiếp tục là một đường chuyền hay của Thanawat. Đội bạn đang bị bất ngờ trước những tình huống bóng của chúng ta. Không được. Thật sự thì không đòi hỏi thêm điều gì khi mà có tới 5 cầu thủ Đông Nam Á trong đội một đội hình như này, và các cầu thủ châu Âu còn lại thì cũng không phải là những cầu thủ top, không phải là những cầu thủ có thể gánh team. Một đường chuyền hay, một pha tạt bóng không được. Tạt bóng vào đúng người đối phương rồi. Ở bên trong thì Krasniqui cũng như là Cristiano Ronaldo. Lần đầu hai cầu thủ này có cơ hội đá cặp với nhau thì vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tiếp tục không được. Chúng ta vẫn đang cố gắng ép sân. Đội bạn thì đang thể hiện sức mạnh của thị trường chuyển nhượng, sức mạnh của market, sức mạnh của những chỉ số. Còn chúng ta thì vẫn đang thi đấu bằng tinh thần. Người đánh đầu có lẽ là Khemdi. Không phải, đó là Afonso David, đường chuyền cho Holman. Tiếp tục là Holman, không được rồi. Thật sự mình đánh giá rất cao những cầu thủ Đông Nam Á trong trận đấu này nha, không chê bất kỳ ai. Đây là Ronaldo, không được. Kratniqui thể hình cực kỳ cao to, chúng ta vẫn đang ép sân Afonso David. Đây là đường chuyền rất hay. Tiếp tục là một pha xoay compa, tạt bóng, đánh đầu, không được. Kratniqui, mình đã nhắc đến cái tên này quá nhiều. Anh em có thể mua một vài cầu thủ Đông Nam Á về để trải nghiệm. Khi mà anh em đã, ủ trời ơi, thôi xong rồi. PP liệu có lót được không? Rất may, penalty rồi. Phút thứ 90 mà đã có penalty cho đội bạn. Chúng ta chỉ có thể cầm cự đến phút thứ 90 thôi. Người đứng trước bóng là Son Heung-min, phiên bản đặc biệt, rất đẹp. Afonso David đã vỗ tay và chúng ta may mắn tránh được một bàn thua rồi. Son Heung-min phiên bản đặc biệt, một cầu thủ nổi đinh nổi đám, nổi rông nổi gió trong những thời gian gần đây ở chả trong game lẫn ngoài đời, nhưng mà đã có một cú sút penalty chạm vào cột dọc, chạm vào mét ngoài cột dọc, chạm vào biển quảng cáo nhưng không đi vào lưới. Kết thúc trận đấu đầu tiên, chúng ta đã có một trận hòa rất là quý giá. Sang trận đấu thứ hai, chúng ta tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, tiếp tục thi đấu với sơ đồ 4-2-1-3 và đội bạn sẽ thi đấu với sơ đồ kim cương rộng, có sự xuất hiện của Son Heung-min, Emmanuel Petit. Và ở trên hàng công mình nhìn lướt qua là có đứa con của thần gió Thierry Henry. Chúng ta sẽ là người phát bóng trước, cầm bóng. Đây là Ben David. David chuyền bóng cho Afonso David. Đây là Holman. Các cầu thủ Đông Nam Á vẫn đang cầm bóng rất tốt đây. Người là mất bóng là Afonso David nha. Rất ngay sau đó anh đã lấy lại. Người vừa chuyền bóng là Thanawat. Trời ơi, Ben David và Thanawat đang thi đấu tương đối ổn. Chỉ là trong những hiệp đầu tiên của trận đầu tiên thì có thấy hơi một chút choáng váng thôi. Chúng ta đã cắt lại bóng. Khemdi là người vừa là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thanawat đường chuyền, những pha phối hợp rất hay. Ronaldo và Messi phiên bản Shopee thì không thể gánh đội quá nhiều đâu. Và người phải gánh đội trong những tình huống này có lẽ phải là Kratniqui thôi. Đây là Holman vừa cướp lại bóng. Đây là Cristiano Ronaldo. Được. Ronaldo Shopee từ năm 2020 thì làm sao có thể làm nên tên tuổi Kratniqui. Đây, các cầu thủ Đông Nam Á vẫn luôn làm tròn vai của mình. Đường chuyền về, Thanawat vừa làm mất bóng. Dáng người của Thanawat rất nhỏ nhưng mà chạy cũng tương đối. Ben David và Thanawat lại. Hai cầu thủ này có khoảng cách giữa rất xa, anh em có thể nhìn này, không thèm chạy về luôn.
Thierry Henry, trời ơi, qua người rất dễ dàng và Thierry Henry đã có bàn thắng mở tỷ số. Ngay ở phút thứ 27, đội bạn đã vươn lên. Trận đấu này có lẽ là chồng chất khó khăn không giống như trận trước rồi. Mình nhắc đến rất nhiều đến Kranikwi, tiền vệ công của Malaysia, nhắc rất nhiều đến Ben David, nhắc rất nhiều đến Thanawat của Thái Lan, nhắc rất nhiều đến Holman của Philippines, nhưng có lẽ bốn cầu thủ này là chưa đủ. Đội bạn quá mạnh, đội bạn có những icon của mùa Fantasy Đua 21 cộng rất là cao. Đường chuyền hay, người vừa chuyền có lẽ là khép đi. Đây là Kranikwi, tiếp tục là Kranikwi. Trời ơi, Kranikwi đang tranh chấp với Gullit, những thứ mà anh em chỉ có thể nhìn trong game thôi. Các cầu thủ như Kranikwi hay là Thanawat, thật ra Thanawat profile của anh thi đấu ở Leicester City nhưng mà chỉ là đội trẻ thôi. Để Thanawat thi đấu ở một đội bóng như Leicester thì rất là khó. Như anh em đã biết thì Leicester City là đội bóng mà chủ quản là ông chủ người Thái Lan. Nhưng mà trong những năm gần đây thì thường xuyên là cho các cầu thủ trẻ sang bên đó tập đội trẻ anh em. Đây là Kranikwi. Tiền vệ công người Malaysia tiếp tục có bàn thắng thứ hai của mình. Mình không hề nhồi bóng, mình vẫn đá bình thường, nhưng mà Cristiano Ronaldo phiên bản tốt năm 2020 hay là Lionel Messi. Lionel Messi mùa bay cao cấp chưa hề để lại bất cứ một dấu ấn nào. Còn riêng Kranikwi có cho mình hai bàn thắng trong hai trận đấu liên tục. Trận đấu được đưa về vạch xuất phát ở phút thứ 43. Đội bạn có lẽ là hơi chút choáng váng với pha xử lý của Kranikwi. Đội bạn đang triển khai tấn công để tìm kiếm. Khi mà họ nhìn thấy một đội yếu như này thì chắc chắn họ sẽ phải dồn lên để kiếm lấy những điểm số leo ranh thôi. Chứ khi mà gặp những đối thủ yếu mà không kiếm được những điểm số nữa thì thật sự là rất là buồn. Bên phía hành lang cánh phải, mình đã ấn vào Lionel Messi. Ngay sau đó Lionel Messi đã cướp được bóng. Trời ơi, những pha động bóng của Lionel Messi hay là của Ronaldo trong những trận đấu này là cực kỳ hiếm hoi. Đường chuyền hay, vừa vào hiệp 2 và Fernando Torres ngày hôm nay thi đấu trên hàng công của đội bạn là Fernando Torres và Thierry Henry không thể chống đỡ được. Kendi và PP. Nói chung mình ghi nhận tinh thần của những cầu thủ này thôi, chứ còn để chống đỡ bộ đôi này rất khó. Phải là những Alexander Nesta, mùa cờ Ruben Dias, mùa tốt, mùa Totti. Phải là những trung vệ như vậy, phải là những Virgil van Dijk thì mới có thể là xử lý được. Phải là những Rio, phải là những Vidic cộng cao thì xử lý được. Chứ còn thì để mà nói Kendi, một cầu thủ có OBR rất thấp và đang thi đấu ở một giải bóng đá không được coi là tên tuổi. Nói chung là so với khu vực Đông Nam Á thì tên tuổi thôi, chứ còn so với những huyền thoại như kiểu là Emmanuel Petit, như là Thierry Henry thì những đội bóng đó quá là nhỏ bé. Thật sự Thierry Henry là huyền thoại của Arsenal. Emmanuel Petit từng thi đấu cho Chelsea, từng thi đấu cho Arsenal cơ mà anh em. Đều là những đội bóng nổi tiếng thế giới, những đội bóng có giá trị cao nhất thế giới. Những đường chuyền rất hay, đây là Holman. Không được rồi, đường tạt bóng hơi mạnh là của Holman. Chúng ta vẫn đang thi đấu bằng sự miệt mài Ben David và Thanawat. Có lẽ là đã hơi mệt, hơi thấm mệt rồi. Kem đi, đây là PP. Và cướp bóng không thành công của cả Kem đi và PP. Fernando Torres đã có bàn thắng tiếp theo. Nói chung cũng không trách được, như đã vừa nói xong. Thì để mà Kem đi tranh chấp với Torres thì là điều quá khó. Trận đấu này là muôn vàn khó khăn, muôn vàn khó khăn cho chúng ta. Chúng ta đã thua 2 bàn rồi. Và Kranikwi cùng với đó là Holman thì không thể làm gì được. Ronaldo phiên bản tốt 2020 thì chỉ gọi là đẹp thôi, chứ còn thì skin lại còn gấp bóng thì làm được gì hả anh em. Lionel Messi mùa bay cao cấp nữa thì thôi rồi. Những đường truyền, chúng ta vẫn đang tấn công, chúng ta không có định nghĩa là sẽ thua. Đây là Lionel Messi. Trời ơi, trời ơi, những cơ hội như thế này. Phút thứ 80 rồi, đây là Holman. Vẫn tiếp tục những pha miệt mài tấn công không được. Người vừa có pha chuyền bóng có lẽ là Ben David. Kendi và PP lại phải đối diện với những pha tấn công của đội bạn rất may. Trời ơi, Kendi thi đấu cực kỳ hay này. Nhưng ngay sau đó thì chúng ta lại làm mất bóng. Kendi không kịp chạy về. PP. Đây là Alphonso David. Đây là Ben David. Đường chuyền cho Holman. Đây là Kranikwi. Không được, vẫn bóng vẫn trong chân của chúng ta. Nhưng mà tài đã nổi hồi còi, kết thúc trận đấu rồi. Các cầu thủ đã thi đấu hết sức của mình. Lẽ là video của mình sẽ kết thúc đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay, cho mình xin like, subscribe của kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.